Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an huyện Bào Bàng giáo giết truy bắt các đối tượng cướp tiệm vàng tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương, xảy ra vào trưa ngày 3 tháng 3 theo thông báo của Công an huyện Bào Bàng phát đi vào cuối ngày 4 tháng 3, vào khoảng 12 giờ ngày 3 tháng 3, 4 đối tượng đi trên hai xe máy đã xông vào tiệm vàng Bích Quý, nằm trên quốc lộ 13 ở thị trấn Lai Uyên, chĩa súng đe dọa chủ tiệm vàng để đồng bọn dùng búa đập tủ kính, cướp đi một lượng vàng lớn rồi tẩu thoát. Theo cơ quan công an, nhóm cướp gồm 3 nam và một nữ, sử dụng hai xe máy nhãn hiệu Exciter và Vario, biển số thành phố Hồ Chí Minh và Bình Phước để đến gây án và tẩu thoát khỏi hiện trường sau khi cướp vàng. Công an huyện Bào Bàng đề nghị người dân và các cơ sở kinh doanh thông báo đến cơ quan công an nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Trong quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng cũng thu thập được nhiều thông tin và hình ảnh liên quan đến các đối tượng gây án. Hiện các mũi trinh sát đang khẩn trương truy bắt nhóm cướp này. Theo hình ảnh từ các camera an ninh, vào lúc 11 giờ 56 trưa ngày 3 tháng 3 nhóm 4 người bịt khẩu trang, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác, mang theo ba lô chạy hai xe máy như đặc điểm nêu trên, dừng trước sân của tiệm vàng Bích Quý. Sau khi dừng xe, cả nhóm người đi vào bên trong tiệm vàng. Tại đây, một người đàn ông trong nhóm bất ngờ rút một khẩu súng trong người chĩa thẳng vào bà Trần Thị Ngọc Bích, chủ tiệm vàng, để uy hiếp. Cùng lúc, đồng bọn lấy cây búa đập bể tủ kính rồi gom một số lượng trang sức băng vàng cho vào ba lô chạy ra ngoài, lên xe máy tẩu thoát. Quá trình bỏ chạy, chiếc xe nhãn hiệu Exciter biển số thành phố Hồ Chí Minh bị hư bánh nên ghé vào một tiệm sửa xe trên đường để sửa. Một người đàn ông ngồi trên xe này cũng thay đổi trang phục để tránh bị phát hiện. Theo trình báo với cơ quan công an, số vàng bị mất khoảng gần 40 cây, trị giá khoảng hơn 1,6 tỷ đồng. Chị Trần Thị Ngọc Bích chủ tiệm vàng kể lại, thời điểm bị tên cướp dí súng đe dọa, chị như đứng hình, chưa kịp định hình lại thì bọn cướp lại gom hết vàng bỏ chạy sự việc xảy ra quá nhanh tôi và chồng lúc đó không dám la hét chỉ lo an toàn cho đứa con gái và bế con bỏ chạy thôi lúc đó tôi và chồng không biết làm gì khác chị bích bàng hoàng nhớ lại chị bích kể khi nhóm cướp đi vào tôi hỏi mua hay bán vậy một người cao to nhất nhóm đi trước trả lời là bán bán sau đó người này không nói thêm bất cứ câu gì nữa và chỉ rút súng ra chĩa thẳng về phía tôi rồi một người khác đập tủ sau đó cả nhóm lấy hết vàng trong tủ rồi bỏ chạy Chị Bích cho biết thêm, lúc tên cướp chĩa súng vào người, chị sợ quá nên trốn dưới bàn. Chị nghe tiếng nổ lớn cứ tưởng là tên cướp nổ súng, chị Bích sợ quá kiểm tra trên người thì không bị sao. Lúc tôi nghe tiếng nổ, tôi sợ quá, chỉ sợ tên cướp bắn vào tôi hoặc bắn chồng con tôi. Sau đó mới phát hiện đó là tiếng nhóm cướp dùng búa đập bể tủ chứa vàng, chị Bích chia sẻ. Chị Bích nhận định rằng nhóm này đã tìm hiểu và quan sát tiệm vàng chị từ trước. Vì lúc vào hành động rất nhanh và chọn tủ có chứa nhiều vàng có kích thước và trọng lượng lớn nhất để cướp. Một số người dân gần sát tiệm vàng bị cướp cho biết, thời điểm xảy ra cướp không hề nghe bất cứ tiếng động nào, chỉ khi công an có mặt tại tiệm vàng khám nghiệm, mọi người hỏi thăm mới biết tiệm vàng vừa bị cướp. Chị Trần Thị Kim Dung người dân cho biết, "Chưa ở đây vắng lắm, mà tôi ở đây không nghe thấy gì hết, khi thấy công an rất đông ở tiệm vàng mới biết tiệm bị cướp thôi, chứ không nghe thấy hô hoán gì." Đáng chú ý, tại thị trấn Lai Uyên những năm qua liên tiếp xảy ra các vụ án cướp, táo tợn. Cụ thể, vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, một đối tượng xông vào phòng giao dịch của ngân hàng BIDV cướp đi khoảng 500 triệu. Sau khoảng 1 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt khẩn cấp cùng tăng vật. Đến ngày 28 tháng 3 năm 2022, phòng giao dịch ngân hàng này lại tiếp tục bị cướp, tuy nhiên lực lượng bảo vệ đã kịp thời khống chế bắt giữ tên cướp. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2023, một đối tượng mang theo súng xông vào chi nhánh ngân hàng Sacombank tại khu vực này, bắn nhân viên bảo vệ, cướp số tiền hơn 700 triệu đồng, nhưng cũng bị bắt ngay sau đó. Mới đây, lãnh đạo Ủy ừ ban Nhân dân xã Mỹ Trinh, huyện Phụ Mỹ xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa một xe khách và một xe tải khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 50 phút, ngày 4 tháng 3, xe ô tô tải biển kiểm soát 81C 11623 do Hồ Hữu Nhờ sinh năm 1989 trú tỉnh Nghệ An điều khiển theo hướng Tây Đông qua tuyến DT 638 thuộc địa phận thôn Lạc Sơn, xã Mỹ Trinh thì xảy ra va chạm với xe ô tô khách biển kiểm soát 77B 02633 do Nguyễn Minh Khôi sinh năm 1984 trú thị trấn Tăng Bạc Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định điều khiển theo hướng ngược lại cú tông mạnh khiến nhờ tử vong tại chỗ. Khôi bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chỉ có tài xế, không có hành khách. Tại hiện trường, hai phương tiện hư hỏng nặng. Cú va chạm kinh hoàng khiến cho xe khách bị xé toạt. Phần trần xe và nhiều bộ phận khác bị văng xuống đường. Chứng kiến hiện trường, nhiều người dân không khỏi ớn lạnh. Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Liên quan đến vấn đề tai nạn giao thông, mới đây Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường vào trạm dừng chân cao tốc Long Thành dầu dây Phan Thiết là do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 2 tháng 3 tại đường dẫn trạm dừng chân cao tốc Long Thành dầu dây Phan Thiết, đoạn thuộc xã Sông Nhạn, Cẩm Mỹ. Thời điểm này, ô tô khách loại 52 chỗ do tài xế Phạm Văn Chính, 55 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ điều khiển, đi theo hướng Long Thành dầu dây. Khi vào đường dẫn của trạm dừng chân cao tốc, ô tô khách đã tông vào đuôi xe container 29 c 80565 do tài xế Ngô Trọng Tùng, ngụ Hà Nội điều khiển, đang đổ xe phía trước cùng chiều. Vụ tai nạn khiến tài xế ô tô khách Phạm Văn Chính tử vong. Một số hành khách trên xe bị thương nhẹ, phần đầu biến dạng, đầu xe bể nát. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát dẫn đến đâm vào đuôi xe đầu kéo gây tai nạn. Sáng ngày 5 tháng 3, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe container và ô tô khách làm 5 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương. Theo đó, khoảng 1 giờ 36 phút ngày 5 tháng 3, ô tô khách mang biển kiểm soát 23F000.XX lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang Tuyên Quang. Đến km 151 thì xảy ra va chạm với xe container mang biển số 15C075.XX kéo theo rơ móc 15R008.XX. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe khách biến dạng, phần vỏ phía thân trái bị xé toạc, các giường nằm bị biến dạng hư hỏng nặng chiếc xe container cũng bị lật ra đường và hư hỏng. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại chỗ, 2 nam, 3 nữ, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong đó có tài xế xe khách. Ngay khi nhận được tin báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cùng trưởng phòng Cảnh sát Giao thông và trưởng Công an huyện Yên Sơn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với hai tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm. Nguyên nhân ban đầu xác định, xe container biển số 15C075.26 kéo theo rơ móc đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đang đi chiều ngược lại. Bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, sáng ngày 5 tháng 3, đơn vị này tiếp nhận các nạn nhân trong vụ tai nạn ô tô khách dường nằm và xe container tại quốc lộ 2, đoạn từ Hà Giang sang Tuyên Quang. Trong đó, 5 nạn nhân đã tử vong ngoại viện, được đưa về nhà xác, chờ người thân đến nhận thi thể. 4 trường hợp bị thương đang điều trị tại khoa cấp cứu. Theo ông Đạo thông tin, trong 4 ca cấp cứu có một bệnh nhân nữ 23 tuổi bị đa chấn thương, nguy cơ tử vong cao. Ba bệnh nhân khác bị tổn thương nhẹ hơn, với các chấn thương vùng bụng, chân, tay, sức khỏe ổn định, không nguy hiểm tới tính mạng. Ông Đạo thông tin, các nạn nhân đều chưa có người nhà tới viện tiếp nhận các bác sĩ của khoa cấp cứu vẫn đang tích cực chăm sóc cấp cứu cho các nạn nhân. Trước đó khoảng 1 giờ 36 cùng ngày, một ô tô khách lưu thông trên quốc lộ 2 theo hướng Hà Giang Tuyên Quang đến km 151 thì xảy ra va chạm với xe container kéo theo rơ móc. Sau vụ va chạm, xe container bị lật đổ ra đường. Lực lượng cảnh sát công an tỉnh Tuyên Quang được huy động để cắt rỡ cứu những người bị nạn. Cảnh sát giao thông đã kiểm tra nhanh nồng độ cồn, chất ma túy với hai tài xế điều khiển ô tô nhưng không phát hiện vi phạm, công an tỉnh Tuyên Quang đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này, phó thủ tướng Trần Lưu Quang, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương tổ chức đoàn công tác tới hiện trường vụ tai nạn xe khách làm 5 người chết trên quốc lộ 2, tỉnh Tuyên Quang. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng yêu cầu khẩn trương báo cáo về tình hình, nguyên nhân vụ việc và phối hợp với Văn phòng Chính phủ, ra công điện của Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và các giải pháp ngăn ngừa, không để xảy ra vụ việc tương tự. Đoàn công tác do Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng làm trưởng đoàn đang trên đường đến Tuyên Quang để phối hợp với lãnh đạo tỉnh, chỉ đạo khắc phục hậu quả, thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân trong vụ việc. Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định ô tô container biển số 15C075XX đi đến đoạn đường cong không làm chủ tốc độ đã đánh lái sang trái, từ đó dẫn đến va chạm với xe khách biển số 23F000XX đang đi chiều ngược lại.